Trước đây sức khỏe của tôi rất tốt, nhưng do đặc thù công việc, chúng tôi thường đi sớm về muộn, đi đêm về hôm. Và cũng do đặc thù công việc, chúng tôi thường xuyên ăn uống thất thường. Sau một thời gian, tôi xuất hiện những cơn đau bất chợt. Đi khám, tôi được biết là tôi bị viêm đại tràng. Từ đó, sức khỏe của tôi bắt đầu giảm sút. Đại tràng còn được gọi là ruột già, là phần cuối của đường ống tiêu hóa trong cơ thể. Viêm đại tràng có nghĩa là tình trạng đại tràng bị viêm nhiễm, gây ra hiện tượng loét và rối loạn chức năng của đại tràng. Người bệnh viêm đại tràng thường bị rối loạn tiêu hóa kéo dài, đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Trường hợp nặng hơn có thể bị chảy máu trực tràng, đi ngoài phân có nhầy và có thể có máu. Căn bệnh viêm đại tràng hành hạ tôi suốt một thời gian dài. Sau đó tôi quyết định đi tìm hiểu và được biết rằng với kinh nghiệm hàng ngàn năm, y học cổ truyền là một thế mạnh để chữa trị khỏi căn bệnh viêm đại tràng này. Ngày nay, đặc biệt là những bài thuốc dân gian y học cổ truyền được kết hợp với phương pháp bào chế hiện đại, nên căn bệnh viêm đại tràng đã được chữa trị rất hiệu quả. Trong y học cổ truyền, các loại dược liệu như mã đề bọ chét, đương quy, thổ hoàng liên, mộc hoa trắng, mộc hoa, v.v. có công dụng rất tốt với bệnh viêm đại tràng để khắc phục các chứng đau bụng đầy hơi, đi ngoài lúc táo, lúc lỏng, kiết lỵ, phân sống, khó tiêu. Các thảo dược này được bào chế theo công nghệ hiện đại, bổ sung thành phần beta-glucan giúp hạn chế tối đa nguy cơ mắc ung thư đại tràng, từ đó tạo nên sản phẩm đại tràng nhất long giúp giảm viêm đại tràng cấp và mãn tính. Đại tràng nhất long có công dụng bổ tỳ ích tràng, thanh nhiệt hóa thấp, hoạt huyết hóa ứ. Ngoài ra còn bổ sung các dược liệu quý như đẳng sâm, hoài sơn để làm tăng thể trạng, bồi bổ cơ thể, giúp ăn ngon, tăng cường sức đề kháng, từ đó tăng hiệu quả điều trị bệnh, đem lại cuộc sống thoải mái và không còn mối lo với viêm đại tràng. Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm và phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Nhất Long, số 6 ngách 54/1, phố Bùi Sương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Để được tư vấn xin liên hệ 0466 720 888. Phân phối miền Nam, Công ty Trách nhiệm Dược phẩm Nhất Long, 129/27 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 086 681 5379.